mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có 300 câu hỏi thường gặp nhất về đạo Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Câu hỏi 111. Châu lược 40 giờ và lễ mình máu Thánh Chúa Kitô là gì? Hy tế thánh lễ là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Mọi việc thờ phượng đều tuôn chảy từ thánh lễ, như các giờ kinh phục vụ, châu lược 40 giờ và kiệu mình máu Thánh Chúa Kitô, làm gia tăng niềm tin của chúng ta và sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích mình máu Thánh Chúa. Cầu nguyện riêng như lần chuỗi, tuần cửu nhật kính các thánh, đi đàn thánh giá và các kinh cầu, giúp chúng ta thêm phần sốt sắng thờ phượng Thiên Chúa duy nhất. Tất cả những việc đạo đức này nhằm chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón tiếp Thiên Chúa. Châu lược 40 giờ, 40 hours, là một hình thức sùng kính khi thánh thể được đặt trên bàn thờ trong khoảng 40 giờ. Châu thánh thể tiếp nối hy tế của thánh lễ. Khi linh mục giữ mình và máu châu báu Chúa Kitô sau khi đã được truyền phép để mọi người tôn thờ. Việc thờ phượng này được kéo dài bằng các giờ châu thánh thể. Thánh John Newman, tổng giám mục giáo phận Philadelphia đã phổ biến châu lược 40 giờ ở Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Trên thực tế, tại giáo tỉnh Philadelphia, bao gồm tất cả các giáo phận của Pennsylvania, truyền thống này vẫn được thực hiện cho đến ngày nay. Trong 40 giờ, giáo dân luân phiên nhau chầu thánh thể suốt đêm. Trong suốt 3 buổi tối, có thể có các cử hành chung đặc biệt về cầu nguyện, rước kiệu, cử hành nghi thức sám hối và phép lành thánh thể. Phép lành thánh thể benediction là từ gốc tiếng Latin chỉ việc ban phép lành. Chúa Giêsu ban phép lành cho các tín hữu bằng sự hiện diện thiêng liêng của Ngài trong bí tích thánh thể và linh mục hoặc phó tế đặt mình Thánh Chúa vào mặt nhật và ban phép lành bằng cử chỉ nâng lên theo hình thánh giá. Lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, Corpus Christi, là thánh lễ trọn được cử hành vào cuối mùa phục sinh sau lễ Chúa Ba Ngôi. Thánh lễ này có nguồn gốc từ một phép lạ thánh thể diễn ra tại thị trấn Oviedo, nước Ý, vào thế kỷ 13. Phép lạ thánh thể có thể có nhiều hình thức. Thông thường, các tùy thể hay hình dáng bên ngoài của bánh và rượu vẫn không đổi, mặc dù bản thể của bánh và rượu đã không còn và đã trở thành mình, máu, linh hồn và thần tính của Chúa Giêsu. Trong trường hợp phép lạ thánh thể, các tùy thể thậm chí đã biến đổi thành máu thịt thể lý. Biến đổi tự nhiên này gia tăng niềm tin và sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu vào giáo thuyết về sự biến đổi bản thể và về sự đồng kết, nghĩa là khi có một yếu tố tồn tại, mình thánh hoặc máu thánh hoặc thiên tính, thì tất cả các yếu tố khác đều có mặt. Trong trường hợp phép lạ ở Oviedo Bolsena, một linh mục người Đức dừng chân ở Bolsena trên đường đến Roma vào năm 1263, Ngài đã nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trong khi Ngài cử hành thánh lễ và truyền phép bánh và rượu, máu bắt đầu rỉ ra từ bánh thánh và được đặt trên khăn thánh. Đức Giáo hoàng Urbano IV đang thăm viếng mục vụ Oviedo đã yêu cầu được xem thánh tích này. Sau khi điều tra, phép lạ này được xác nhận là có thật. Thánh tích được lưu giữ trong nhà thờ Oviedo. Đức Giáo hoàng Urbano muốn ghi nhớ phép lạ này, một ngày lễ và ủy thác cho Thánh Thomas Aquino viết các lời nguyện và thánh ca cho phục vụ thánh lễ mình máu Thánh Chúa Kitô.
Minh máu Thánh Chúa Kitô trở thành ngày lễ chính thức của Giáo hội Hoàng Vũ vào năm 1264, trong ngày kỷ niệm 700 năm thiết lập ngày lễ này. Đức Giáo hoàng Phaolô IV đã cử hành thánh lễ tại bàn thờ nơi lưu giữ khăn thánh có thấm máu thánh thể. Vào ngày lễ Minh máu Thánh Chúa Kitô, Giáo hội có truyền thống kiệu thánh thể từ nhà thờ giáo xứ qua nẻo các đường thị trấn. Trên đường đi, cha xứ dừng lại và ban phép lành thánh thể cho các tín hữu. Cuối cùng, kiệu thánh thể kết thúc trong nhà thờ với phép lành thánh thể trọng thể. Những hình thức bên ngoài của lòng đạo đức làm gia tăng lòng nhiệt thành, niềm tin và thờ phượng của các tín hữu. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dành trọn cả năm cuối đời của Ngài cho Thánh thể Chúa. Ngài hy vọng việc trước kiệu thánh thể, chầu lược 40 giờ, chầu canh thức vào các thứ sáu đầu tháng và chầu thường trực, một lần nữa lại phát triển mạnh mẽ trong giáo hội. Vì những hoa trái của bí tích thánh thể vốn là sự kết hợp không ngừng của Chúa Giê-xu với giáo hội của Ngài, là sự canh tân trong đời sống ơn sủng và là sự tăng trưởng trong tình yêu dành cho tha nhân, rất dồi dào phong phú. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giê-xu và Mẹ Maria.